Kobe, Kobe có thương mẹ không? Em Kobe có thương mẹ không? Daddy, did you love me? Oh, you know, sometimes. Happy Mother's Day. Let's go, honey. Okay, I'm making breakfast for us, okay? Come back in 30 minutes, okay? Okay, thank you, Mama. Love you. Love you. Về xong nay em Chris phải cắt cỏ nữa nè. Bella stay. Hôm nay mà mình không có thích, không có dắt Bella đi bộ chung được. Baby, when you come back, get the mailbox nhé. Bye. Bố Chris sẽ đưa em Kobe đi bộ một xíu. Bây giờ là 9 giờ sáng nha mọi người. Bình thường là mình cũng sẽ đi chơi bộ chung với lại hai bố con luôn, đi tắm nắng với em bố con luôn. Nhưng mà hôm nay mình sẽ ở nhà, mình sẽ nấu ăn sáng cho hai bố con. Cho ăn Chris chứ, ăn em Kobe chưa ăn được. Mình sẽ xem nào. Hôm nay nhà mình còn cơm nguội, hôm qua mình sẽ làm cơm chiên cho ăn Chris ăn. Rồi sau đó thì hôm nay chắc cả nhà mình phải đi cắt cỏ. Mọi người cỏ lên cao lắm rồi. Không mà không cắt là nó họ sẽ bên ban quản lý họ sẽ gửi thư phạt ấy. Bây giờ mình sẽ vét cơm nguội ra một cái tô, không còn nhiều lắm. Mình sẽ làm cơm chiên, cơm chiên với lại các loại rau củ với lại xúc xích với trứng nè. Thế này cũng đủ rồi, tại vì hồi buổi sáng mình cũng không ăn nhiều lắm. Giờ mình sẽ chuẩn bị để đi chiên trứng trước nha mọi người. Chiên trứng xong rồi là thái sợi để bỏ vào cơm á. Mình bỏ chút muối, chút tiêu rồi ngoáy đều lên thôi à. Mình rất là thích ăn trứng, mùi trứng chiên thì thơm thôi rồi luôn. Rất đơn giản, chỉ trong vòng 1 phút bạn đã có món trứng chiên ngon tuyệt vời luôn. Trong lúc đợi trứng nguội thì mình sẽ đi cắt xúc xích này, mình dùng xúc xích cheddar nha mọi người. Mình không phải là người hảo ăn xúc xích đâu, nhưng mà trong tất cả các loại xúc xích thì mình rất thích cái loại xúc xích này nhất. Tại vì mình thấy là nó đỡ bị mặn hơn, với lại nó có phô mai ấy, ăn rất là thơm và béo. Rồi trứng đã nguội thì mình cắt sợi nữa là bắt đầu chiên cơm được rồi. Rồi giờ mình bắt đầu chiên cơm nha mọi người. Thì ở đây là mình bỏ một chút xíu dầu với một chút xíu bơ vô. Thì cái bơ này nó không có kiểu như nó bị có mùi ngậy quá như bơ ở Việt Nam đâu mọi người. Cái bơ này nó thơm lắm mà nó vị nó rất là nhẹ nhàng thôi, chứ không có bị ngậy ngấy quá. Đợi bơ tan chảy xong rồi mình sẽ bỏ cơm vô. Đó, nghe tiếng xèo xèo là thấy ngon rồi đúng không mọi người? Rồi mình sẽ bỏ một chút xíu muối vô. Mình bỏ ít thôi tại vì là cái xúc xích kia nó đã mặn rồi ấy. Một chút xíu tiêu. Một chút xíu tỏi, một chút xíu hành. Đó, mình chiên đó, mình cần dùng bột hành với bột tỏi thôi, tại vì cho nó đỡ bị cháy á mọi người. Thơm quá trời luôn. Đó, còn đây là rau củ cho mọi người, tại vì mình không có đi chợ thường xuyên được á, cho nên là mình sẽ mua cái này là rau củ tươi đông lạnh đó mọi người. Đó, mình ăn, nhà mình ăn gần hết bịch này rồi đó. Nói chung là mình ăn rau cũng nhiều lắm. Hấp dẫn luôn.
xong rồi mình sẽ thả xúc xích vô. Quá chất lượng luôn. Được rồi thì mình mới cho trứng vô nha mọi người. Đây, món cơm chiên thần thánh đây. Rất là đủ màu sắc nha, rất là ngon luôn nha. Thơm lắm mọi người ạ. Mình sẽ để trên bếp như vậy nè, cho nó nóng rồi chút nữa anh Quýt anh đi về á, thì mình sẽ lấy ra ăn sau. Trong lúc chờ hai bố con đi bộ về thì mình sẽ gặp quần áo. Quần áo này thì đã được giặt và sấy khô rồi á. Vì bình thường một tuần thì mình thường giặt quần áo 2 lần. Cho nên là hôm nay mình gom lại xong rồi mình gặp luôn một lần ý. Mình sẽ phải đi dọn nhà nữa này mọi người ơi. Cuối tuần là sẽ phải đi hút bụi nhà. Nhà cũng khá là dơ rồi đó. Baby, you already got some mail. It's for you only from Nana and Papa. Yay, I already know what it is. Yeah. Đây xem là mở ra xem là bà nội của em Kobe mà gửi cho mình cái gì đây. Mình đoán đây là cái thiệp ngày của mẹ mọi người. Tại vì là bà nội em Kobe á hay gửi cho mình những cái thư tay như vậy lắm. Mình sẽ cho mọi người coi nhá. Lại. Đây. Happy Mother Day, đúng rồi, mình đoán ngay mà. Đấy, bà nội em Kobe hay gửi cho mình những cái này lắm. Thì cái ngày của mẹ thì ở Việt Nam mà nó không có thịnh hành lắm. Cho nên là mình sẽ cho mọi người coi. Baby ơi. Yeah. Come see what mom wrote for me. Mom wrote for me. Hello baby, I'm finished up my workout. Oh, đấy, tại anh Chris anh ấy hả? Baby ơi, come here, check it out. Okay, sorry. Oh. Daddy's old. Daddy's so old. Reed. Oh. Hi, little mommy. Oh. That's awesome. Yeah, I have to show my fans. Cho mọi người coi nhé, bà nội của em Kobe viết gì đây. Đây này mọi người, đây là nét chữ của mẹ chồng mình nè. Chào người mẹ bé nhỏ, chúc mừng ngày của mẹ tới người mẹ tuyệt vời nhất mà em Kobe được ban phước. Và bởi vì là đã chăm sóc bố Chris rất là chu đáo. Bố mẹ yêu con, Nana and Papa. Thank you Nana and Papa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yeah. That's what teach them how to count. Yeah. And exercise. That's right. Hi em ơi. Em một lớn lên em tập thể dục với bố Kết nha. Mốt em lớn em tập thể dục với bố Kết nha. Được không? Coi cái chân ảnh kìa. Suốt ngày gác thôi. Yeah. 1, 2, 3. Hi Kobe. 4. Bella. Hi Bella. 6. Cho. 7, 8, 9. Hi Chai. Do you like that? We're learning to count. Yeah, he's exhausted. He's so
old. Daddy's old. Kobe, daddy's old. Buddy, let's go for a walk. Okay, baby, ơi, let's eat. Are you hungry? Just finished up the workout. Okay. I cook your favorite breakfast here. Right. I can't wait. Bữa là một tô bự luôn, hai đứa cùng ăn mọi người ạ. À. Hai đứa mình cũng ăn một tô luôn. Biết có ăn hết chỗ này không ta? Hi sir. Đây mọi người ơi. Mọi người ăn sáng với lại mình nha. Hai đứa ăn chung một tô. Mọi người nói là mình sẽ quay, đây là quay cảnh tả thực nha mọi người. Tả thực đấy. Là sao? Tại vì hả, tụi mình hay ăn chung một tô lắm, từ lúc mà hẹn hò giờ luôn đấy. Từ lúc mà hai đứa hẹn hò là toàn ăn chung một tô. Cho nên là mọi người đừng cười nha. Nếu như mọi người muốn coi những cái thước phim chân thật nhất thì đây là những thước phim chân thật nhất. Bây giờ try bạn. Tụi mình hay đút cho nhau ăn lắm mọi người ạ. Đúng rồi, cơm mắm. Ừ. Rồi cái. Rồi rồi. You want to put more salt on anything? No, I think it's perfect. What do you think, buddy? Kami, nói cái gì đấy? Em bắt đầu em cứ gào gào gào. Nói nhiều lắm. Pretty good. No, no. And after eating, we should take a rest a little bit. And then maybe later when it cool down, we can do the yard work together. I need to feed Kobe. Ăn xong rồi mình phải cho em Kobe ăn đó mọi người. You should show everybody a before and after of the yard. Yeah. I mean, it doesn't look bad right now, but I feel like after this weekend, it's gonna have the best yard in the neighborhood. Yeah. No. Tụi mình sẽ làm một cái công việc rất là hoành tráng cho cái sân trước nhà tụi mình ấy. Tại vì sân trước tụi mình nhìn nó hơi chán đời ấy. Nên là tụi mình sẽ phải ê, Hector, no. Cái thằng này. Đấy. Đây, có nhiều bạn hỏi Hector đâu đây, Hector đây. Anh kia, Hector. Làm hỏng video của tôi rồi, biết chưa? What? Kobe. What? Maybe we still have more on the over there nhé. Okay. This is really good, really healthy. Mm-hmm. Best chef in town. It's still warm, right? Yeah. Bữa trưa cũng vậy mọi người, bữa trưa mình cứ nấu xong rồi mình đổ ra một cái tô thật to, xong hai đứa mình ăn trộn lên như cơm heo vậy. Hai đứa toàn ăn vậy thôi mọi người. Chứ mình cuối tuần mình có cái thời gian mà mình nấu bữa sáng và đàng hoàng này, chứ bình thường hai đứa sáng ăn một tô ngũ cốc này, ngũ cốc với sữa, kiểu cereal với sữa, hoặc là mua những cái bánh mà họ làm sẵn đó, xong mình bỏ vào microwave quay thôi. Kobe, sao mình vui thế nhỉ? Kobe vui thế nhỉ? You gain mattress. I was like, some money. No, yeah. Gained your trust. Down below. You heard daddy. You can have the rest of me. I'm full.
Full? It's good meal, Mama. Thank you. You have to cut your hair really now. Yeah, getting kind of shaggy. Mm-hmm. Shake, 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 yeah. Mm-hmm. Nước chanh không đường á mọi người. Không không có bỏ đường vô. Sáng uống nước chanh cho tăng cho nó có vitamin C. Ok. Bây giờ thì mình sẽ đi rửa chén đã. Rửa chén xong bắt đầu là tụi mình sẽ lên cho em Kobe uống sữa. Rồi là chiều mát mát một xíu thì mới đi làm vườn được mọi người. Giờ bây giờ đang trưa nắng mất rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này nha. Và lại hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo nhé. Bye bye baby ơi. Hẹn gặp lại Kobe, bye bye. Bye bye. Có ai chân nắng kìa.